Sự con xa xứ nhiều năm, hôm nay tất cả tụi con là trưởng nam, xin được đại diện em con là giọt máu do ba con và má con tạo ra. Đi tứ xứ hôm nay quy tụ về để mừng thọ cho ba con. Tụi con nhân đây cũng mượn cái buổi tiệc này cũng kính dâng lên nhưng vẫn đứng thượng gia đình, nhất là bà Chính, bà Út và bác, cũng như là dì và cậu. Cái niềm vui của tụi con có được hiện diện của tất cả bà con không quan ngại đường xa tới đây, nhất là bác Tư bên nội con bị khuyết tật cũng cố gắng lên đây vui với ba con. Trong khi đó cũng như bên nội bên ngoại, dì Tư 90 tuổi mà cũng lặn lội đường xa về đây để vui với chúng con cái ngày tụi con mừng thọ cho ba. Thì hôm nay tụi con cũng trước khi chúc thọ dâng ly trà lên cho ba con, con xin kính lời đại diện cho em con và tất cả những con cháu và con kính chúc tất cả bà con nội ngoại được an khang. Và tụi con cũng mong cầu những ngày tháng tới, 5-10 năm nữa, tụi con có dịp trở về cũng hiện diện bà con đầy đủ như hôm nay. Hôm nay là ngày mừng thọ của ba tụi con, từ bên phải con là vợ, tất cả con cái cũng như là rể, nhờ cái giọt máu của má mà tụi con có ngày hôm nay, con diễn và đi trả để chúc ba được thọ tỷ năm sau. Cũng như đây tụi con không tí hoàn toàn gửi kính dân lên bàn. Không có quà tí hoàn toàn năm đây thì vợ chồng con có món quà cho ba. Con đứng ngồi tiền thì mọi người báo thông đưa nó trơn hết báo con đưa ba thì hết vui, nhưng mà nhớ cái nào nó có quạt cuộc quạt nó theo anh hướng đã thì nó các bạn còn bày bẩn đó mà đưa nó làm ơn làm ơn cả mọi người. Đây là món quà mà con ra đi 18 năm thì đấy là tụi con tặng ba để ba đeo cái này. Thì ba thấy cái này ba nhớ tụi con. Cái đồng hồ này là cái mà không, nó không có cái giá trị về tài chính, nó không có bao nhiêu, nhưng mà đây là một cái phần thưởng mà Phong nó làm việc 15 năm trong hãng, nó được cái phần thưởng của 15 năm. Không nói gì khác hơn được, chỉ nghĩa là nhớ mấy con vừa đủ vậy là mừng quá rồi thôi. Nhưng mà ba mà cảm động nhất á, nhưng mà ba con mấy con cũng thương ba, thì hai con, ông ba con rồi con cũng thương ba thì ba mừng quá rồi. Nhưng mà buồn á, là buồn cái nào đúng ra đó, là cái này phải con má con hưởng với ba. Ba cũng an tâm rồi, ở trên trời má con cũng nhìn thấy những cái điều thế này và má con cũng rất là vui và thấy tụi con đoàn tụ và mừng thọ cho ba. Con cũng nghĩ là má con cũng vui, ba cũng đừng buồn. Ba thì vui dữ lắm chứ, nhưng mà nghĩ tới chừng nào lại buồn chừng đó. Thưa thiên cộng trai út của ba. Cái gì? Con xin chúc thầy sống khỏe.
sẵn lên phòng ngủ. Rồi lúc mà ở dưới nó bắt rồi. Rồi giờ cảm ơn nha. À, bà đi nhà với mấy con. Nha. À, từ ở dưới mấy con ra đây. Dân người ta đi nhà mà muốn. Bà đi qua nhà ta cũng lắm. Thằng này thì đi giúp có một mẹ thôi. Mà con phải lát học hành. Nhớ cái đó. Bà chỉ nói vậy thôi. Mà nói lợi đó.